Trân Thành xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống Đẹp. Thưa quý vị, Thành thấy rằng là trên các quốc gia khác, có những quốc gia một chiếc xe hơi không được chạy quá 7 năm. Ngay cả một vật vô tri vô giác như thế mà còn có thời gian để cho nó nghỉ ngơi, nó không còn làm việc nữa. Mà Thành thấy là rất là chua xót khi xã hội của chúng ta hiện nay vẫn còn rất là nhiều người già. Họ đã quá cái tuổi lao động nhưng họ vẫn phải làm những việc rất là nặng nhọc. Và họ phải lang thang trên đường phố, không ai nuôi dưỡng, không nơi nương tựa. Thành nghĩ rằng là quý vị nếu như được thì hãy cùng với Trấn Thành mỗi người góp một ít sức lực của chúng ta để có thể cùng chia sẻ với họ, để họ có được những mảnh đời thật là bình thường như chúng ta. Thành hy vọng là mỗi người góp một sức lực của mình thì xã hội này sẽ càng ngày càng văn minh. Và những người già họ sẽ không cần phải lao động quá lứa tuổi của họ. Họ sẽ được có những phút giây được an lành, được thoải mái bên con cháu, bên người thân và gia đình của họ. Kangaroo, máy lọc nước RO loại bỏ arsen.